Tại sao em đạp? Em đạp anh. Hello. Hello. Surprise motherfucker. Nhật ký cách ly ngày 2. Hôm nay thì mình vừa được Google gửi tặng một túi quà. Để bây giờ mình sẽ unbox ra thử nha. Quà cách ly đó mọi người. Oh, một chiếc mũ của Google. Tính ra là những ngày tới mình không đi ra đường tặng mình mũ. Nani? Sticker của Google nhưng đã bị tháo mất một cái. Hỏi Google ấy. Ngộ ha. Dễ thương quá à, mọi người ơi, cô ba Sài Gòn nè mọi người. Một tấm thiệp. Tấm thiệp có Trịnh Công Sơn nữa. Ồ, cái gì vậy mọi người? À, cái Google Doodle á. Anh nghĩ là dán cái này dán lên mặt em là đẹp. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Chào Úp Banana, thay mặt cho team truyền thông YouTube Google, trân trọng cảm ơn bạn đã tạo ra những video thật hấp dẫn và thú vị về bánh mì Việt Nam. Đồng hành cùng Google Doodle để lan tỏa một món ăn đặc sắc của Việt Nam đến với những người theo dõi bạn trên YouTube. À, vậy là hồi bữa anh quay bánh mì với anh Brian Trần á ha. Ok. Đó thì Google gửi bức thư này để cảm ơn anh. Em đang làm gì vậy em? Đau bụng quá. Đau bụng hả? Em muốn làm con thỏ của cuộc đời anh không? Em đã và đang làm con thỏ cuộc đời anh rồi. Nhưng mà giờ anh có một cái game này em muốn chơi với anh không? Thôi em mệt lắm. Mệt hả? Vậy thôi, vậy anh rủ Kha chơi với anh. Kha muốn làm con thỏ của cuộc đời anh không? Dạ muốn. Mạnh mẽ. À, mình nghe mà mình mắc ối. Trời ơi, mình nuôi cá trong nhà. Các bạn ơi, dạo này gần đây ở nhà chống dịch đó, nên mình quyết định là sẽ quay một số video game. Ngày hôm nay thì chơi một game chắc là nhiều bạn cũng biết rồi, có tên là Super Bunny, tức là những chú thỏ siêu thỏ tinh nghịch đó. À, bây giờ mở game lên nha mọi người. Con thỏ nó chảy dĩ nè mọi người. Mọi người bật game là mọi người sẽ biết nha mọi người. Anh mở đó thôi, mình đi vô game đi mọi người. Thì mấy con thỏ này nó chơi là bú bú vào nhau, ấy lộn bấu vào nhau. Đó, mình là con thỏ màu vàng, còn Kha là con thỏ màu hồng. Đó, mọi người thấy không? Hay không? Đó, thế là thể hiện sự đoàn kết. Sự nắm đầu vô mấy ông. Ui. Tức là đoàn kết là chết hết đó mọi người. Rồi, lên mọi người ơi, lên. Ok, rồi, qua mọi người ơi, qua. Yeah. Trời ơi, mang đầu tiên. Tiền. Ủa sao mình mới bấm nút được? Ủa đáng lẽ mình phải bấm nút tiếp tục chứ ta. Ok. Phía dưới. Trời ơi mọi người ơi, khúc này gọi là 5 năm có 1. Ôi mọi người ơi. Mệt mỏi mọi người ạ. Rồi. Ôm mình giống như Rock and Roll á. Nắm chân nhau. Ủa giống như bánh xe. Siêu tốc cho mọi người cái gì. Ôi. Qua mọi người ơi, qua rồi. Qua. Ôi còn một cái nữa. Ui. Ôi chết rồi. Mọi người mà nghỉ lễ nên tại game này về chơi. Alo nghỉ dịch á, tại vì game này kiểu xả stress lắm mọi người, kiểu mình chơi không có gì á mà không có chơi gì luôn á. Là mình kiểu rất là à, chưa chết. Lùi. Bám biết, trời. Chơi. Ồ, nhảy lên. Bóp anh đi. Đưa cái đầu em đây. Mày. Anh nói đưa cái đầu để cho mình lăn lên. Tại sao em nhúng làm cái gì? Em thích nhúng lắm. Ta không ngờ là đã 15 phút trôi qua nhưng tụi mình vẫn không qua được một trận. Chưa 15 phút đâu. Chưa game vẫn có chiến thuật. Ok. Anh bị sao vậy? Anh nhảy xuống dưới luôn đi. Em khúc này nhìn em như tuyệt vọng á. Kiểu như một con người tuyệt vọng. Không có định hướng trong cuộc sống. Mình cười đau bụng. Rồi bây giờ anh nhảy qua đi. Đó. Rồi xuống nè. Xuống. Bụng. Anh nắm em. Anh nắm chỗ nào. Em nắm mông anh đi. Anh đè lên bụng em.
tụi mình vậy. Giờ mấy đứa chịu nè. Không được ha. Không được. Cái thế đó không được, em buông tay đi. Rồi, em buông ra đi. Hay là mình tự nhảy đi. Không được đâu ha. Đứng. Tại sao em đâm đầu? Ê, đứa vô nhau. A few moments later. Bây giờ mình chơi rất là lâu rồi chưa qua được cái vòng này. Lâu mà vẫn không qua được. Không, không phải đâu. Mình cho nó trượng cái nó ật lên luôn á. Chứ mình chỉ nắm thôi, chứ mình đừng có tới khúc đó mình đừng nhảy đó. Em cứ đưa đầu em ra, anh sẽ giật đầu em bạc 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 bạc. Em sẽ để em. Cái game nó vậy. Cái game nó vậy, từ nha. Rồi bây giờ làm. Trời ơi anh ơi, sao nó vô cái thế ghê quá. Cái thế này, anh nhúng em vừa cái gì thôi. Phương ơi Phương, anh nhúng sao quá. Trời ơi. Cố lên Khang, cố lên. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng một. Em nhúng cái giờ cái chân em ở dưới mà. Em phải canh hướng cái chân, em phải bắn từ trái qua phải. Anh buồn em đó ha. Ôi quên rồi nè. Trời ơi khó quá à. Lăng 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 nhúng 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 nhúng. Rồi này còn một cái nữa. Em đừng làm như con điên vậy. Cái phía sau nó dễ hơn. Trộm vía. Hello darkness my old friend. Trời ơi, mấy hủ quá. Em chết rồi. Không. Nhung 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 nhung. Ủa, qua anh ơi, nhúng gì mà qua. Quá nào, nó bị lắc quá. Đúp liều đó. Ồ, mày nào. Từ từ, không phải dừng lại nha. Rồi đúp liều, đúp liều. Em thấy cái này vui á anh. Ok, bây giờ mày đúp liều thử luôn anh. Hả? Em đạp anh. Em anh. Vô đây coi rồi em. Em đạp anh mà em chết. Từ nha, lên. Động được đi con. Động được. Ủa sao em quay không nhảy được. Rồi, nhảy. Bấu vô nha. Bấu lên. Let it go. Let it go. Ô lên. Ôi coi chừng nhớ khúc này lên là không được đâu. Ôi. Hồi quá. Nhảy lên. You with the do. Oh my god, everybody. Oh my god. Oh me. Ủa mày này. Coi từ. Ý cà rốt ở dưới kìa. Xuống lụm cái cà rốt. Ê anh ơi. Rồi, bây giờ anh lụm đi. Tại sao em đạp? Em đạp anh. Bạn nào chơi game búp bê thì comment bên dưới nha. Hãy để chia sẻ cho mọi người những game búp bê mà người chơi chỉ có ghi mà thôi. Mình như cái con phải là nó biết. Trời mọi người coi clip giùm em đi. Có phải là em giỡn đâu mà sao mà nó trời ơi nó biến thế hả mọi người. Nó không chịu. Nó nảy như là cá mà không có nước. Nó heo. Sao nó còn heo chuối nữa.